Huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ cảm xúc dâng trào khi quốc ca Việt Nam vang lên trong trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Mỹ tại FIFA World Cup nữ 2023. Đội bóng đương kim vô địch thế giới Mỹ và Á quân Hà Lan là những đối thủ khó khăn ở bảng E. Trận đấu đầu tiên, đội tuyển nữ Việt Nam đã đối mặt với thử thách lớn từ đội tuyển nữ Mỹ và chỉ để thua 0-3. Huấn luyện viên Mai Đức Chung nhấn mạnh rằng đội bóng đã thể hiện sự kiên cường và đấu pháp hợp lý. Đối thủ có lợi thế vượt trội về thể hình, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam đã áp dụng phòng ngự chiều sâu và chịu khó áp sát. Tuy vậy, cần rút kinh nghiệm và nâng cao khả năng xoay sở nhanh nhẹn để cải thiện kỹ thuật xử lý bóng bàn của cầu thủ. Đội tuyển nữ Việt Nam đã có một trận đấu kiên cường trước đội tuyển nữ Mỹ tại FIFA World Cup 2023. Hàng thủ của đội tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu tuyệt vời, đặc biệt là thủ thành Kim Thanh với những pha cứu thua xuất sắc. Huấn luyện viên Mai Đức Chung rất hài lòng với hàng thủ và đội bóng đã thực hiện những yêu cầu huấn luyện đưa ra. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất là cú cản phá của Kim Thanh trên chấm 11m. Đội nữ Việt Nam sẽ chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo với Bồ Đào Nha và sẽ điều chỉnh lực lượng sao cho hợp lý.